Trái vận nè các bạn, cái này trái vận nè. Cây này có ít trái các bạn ơi. Nên mình giăng lưới ngay chỗ này các bạn. Ra cái mương giăng lưới nha các bạn. Mình thả cái lưới này các bạn. Thả ở đây rồi nè. Đó, các bạn thấy tả lưới, tả qua tả lại nè. Đây nuôi tôm và cua gì các bạn ơi. Bậc này cao lắm các bạn. Mình giăng lưới với cái mương này các bạn. Không biết có mà im quá các bạn ơi. Không biết có không nữa. Sẽ im ru. Để mình cuốn lên rồi cho các bạn coi nha. Có rồi cho các bạn coi. Im rồi các bạn. Nè các bạn ơi, mình giăng dưới nè các bạn. Cái đối các bạn ơi, nè, cái đối nè. Cái mương này nước lở nha các bạn. Gần chỗ người ta nuôi tôm đó các bạn. Người ta nuôi tôm cua cho nên cá có cái đối nha các bạn. Nè cái đối nè.
có cà phê nữa các bạn, cà phê, cá đối nhiều lắm các bạn. Cái này nữa nè, cá đối cà phê nè, cá đối nè, cá đối nè. Cà phê cá đối nhiều các bạn, cá đối nhiều lắm các bạn. Dưới này nè các bạn, trắng trắng là cá đối không các bạn. Cái mưa này vậy mà có cá cũng đỡ các bạn. Thôi về nhà gỡ các bạn ơi.